Ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị hai bộ. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với 3 chương, 9 điều đề cập toàn diện đầy đủ các lĩnh vực công tác của hai bộ, bao gồm trao đổi cung cấp thông tin, xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu, tổ chức, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, mại dâm, bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 15 đồng chí là lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội cho 16 đồng chí là lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.